bà con ơi. Bà ráng ăn cho nhiều đi cho đứa nhỏ nó khỏe. Cảm ơn. Chà, con mày lo quá ta. Làm như con nó không đặng. Bà lát bà xàm quá đi. Tôi xin một trái thôi. Cảm ơn anh Tùng nha. Còn thuốc không cho xin điếu ra mấy không? Ở rồi mày ơi. Còn mày quán á. Vậy đó tôi đi mua. Bà Lan đâu rồi? Bà Lan đâu rồi? Bà ăn cơm trong kia kìa. Bà Lan, bà Lan, bà Lan ơi, có vụ này lạ nè. Vụ gì? Có người ngoài kia cầm tấm hình của bà hả? Tìm bà quá trời luôn á. Mà bà có mắc nợ người ta không? Sao người ta tìm bà dữ vậy? Không có, tôi không mắc nợ ai hết. Người đó là sao vậy? Thanh niên tầm 30 tuổi á, nhưng mà nhìn không có đàng hoàng. Kìa, nó vô kìa bạn. Vô kìa. Chết tôi rồi. À, anh vô đây, anh vô đây. Ủa, đứng giết rồi hả? Trời ơi, trời. Anh tìm ai? Anh tìm ai hả? Trời ơi là trời, mày khốn nạn. Cô nói đi. Cô chuyển máy giúp tôi. Tôi Hải Minh đây. Cậu đã tìm ra tung tích cô ấy giùm tôi chưa? Anh không hẹn với khách hay là để em mang cơm lên ăn với anh nha. Em làm món sườn xào chua ngọt ngon lắm đó. Cái món đó anh vẫn thích ăn đó, vẫn kêu em làm hoài đó. Anh hay là chê tay nghề nấu nướng của em rồi? Không cần đâu. Anh sao vậy? À, anh hay là em làm món canh chua cá tắc lát với dưa mắm. Món đó anh cũng hay khen em nấu ngon ơi là ngon nha anh. Cô đừng cố gắng diễn nữa. Cô càng làm tôi càng cảm thấy khó chịu đó. Anh sao vậy? Em làm gì có lỗi mà anh đối xử với em như vậy chứ? Tôi đi làm đây. Không được. Bữa nay anh phải nói một lần cho rõ ràng đi. Anh không nói em không cho anh đi làm đâu. Cô nói trước đi. Anh à, có phải anh hiểu lầm em chuyện gì không anh? Hay là em làm gì sai mà anh lạnh lùng với em như vậy? Còn Thiên Bảo nữa, nó còn nhỏ dại đâu có biết gì đâu, mà anh cũng lạnh nhạt với con. Hay là anh dành hết tình cảm cho người đàn bà đó với đứa con sắp chào đời rồi, cho nên anh mới đối xử với mẹ con em như vậy? Nếu vậy á, anh cứ nói một tiếng đi.
em với Thiên Bảo sẽ ra đi, để đỡ mẹ con đi về sống chung. Nhưng trước khi đi á, em muốn biết em sai chỗ nào, em làm gì nên tội mà anh đối xử tệ bạc như vậy chứ. Hồi đó mọi cách cớ, cô làm gì thì tự lương tâm cô biết đó. Em thấy mình không có làm gì sai hết á. Em luôn muốn làm một người vợ, muốn được chồng yêu thương chiều chuộng. Em muốn làm một người mẹ tốt với con mình. Người sai là anh kìa. Anh ra ngoài có con với người đàn bà khác, ngoài giá tú, rồi anh về ru bỏ vợ con. Sao anh không dám nói? Anh có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Anh đi với người đàn bà khác, về tỉ bạc với vợ con. Anh nói đi. Có thể tôi là một thằng đàn ông ngu ngốc nên mới tin lời cô. Nhưng mọi việc đều có giới hạn của nó. Đừng làm quá. Ra từ lâu hắn đã âm thầm theo dõi, biết chuyện của chúng ta. Hắn đã ra tay một cách thâm độc khiến anh không kịp trở tay. Đúng là một con người thâm độc. Bây giờ em phải làm sao anh? Em không nói được gì, vì chứng cứ trước mặt quá rõ ràng. Em phải làm sao để em anh tỉnh đi. Lần đầu tiên trong đời em chết đứng mà không thể xoay trở cái tình huống trước mắt. Anh ơi, mất hết rồi, mất hết tất cả rồi anh ơi. Trước hết em cứ trút hết tội lỗi lên đầu anh. Em cứ bịa ra lý do là trước đây khi yêu nhau anh và em có quan hệ, và em hãy nói là do anh khống chế em. Em vì thương chồng nên không muốn đổ vỡ hạnh phúc, cắn răng chịu đựng và bị anh lợi dụng. Sao em có thể nói như vậy được? Anh là người đàn ông thật sự em yêu mà. Không được. Đến lúc này em phải nghĩ đến chuyện tương lai, đến Thiên Bảo, con trai của chúng ta. Nhưng liệu hắn có tin em không anh?
Còn nước còn tát em à. Em là phụ nữ mềm lòng, non dạ, nên bị lừa gạt tình cảm là chuyện dễ thông cảm. Em nghe anh, hãy diễn màn kịch này thật hay. Nhưng em không thể mang được người em yêu. Em không thể vì mình mà nói những điều trái với con tim anh à. Không được đâu. Em đừng nên quá ủy mị. Em hãy dùng lý trí mà sống. Bây giờ anh đã thất thủ rồi, không làm gì được. Em phải vì anh, vì con, vì tương lai cả ba người mà cố gắng vượt qua thử thách này. Hãy nghe anh, lần này thôi, anh sẽ không làm em khó xử nữa đâu. Anh biết em cực khổ vì anh. Một lần này nữa thôi em, em phải làm mọi cách, thậm chí hy sinh cả tính mạng của anh, miễn sao chứng minh cho Hải Minh thấy em là vô tội và lấy được niềm tin của hắn, thì em và con sẽ được bình yên. Em sẽ làm được. Em sẽ làm được. Nhất định em sẽ làm được. Em biết mình là người đàn bà tội lỗi nhất trên đời này. Đã được anh thương yêu, nâng niu, chiều chuộng mà em không biết quý trọng, giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Em biết mình có nói lời nào cũng không được anh tha thứ, vì em là một người dở lăn loạn. Nên em không dám nói lời nào biện minh cho mình nữa. Ngày mai em sẽ đi. Nhưng em không dám nói lời từ biệt, vì em biết mình không đủ tư cách để nói lời đó. Em sẽ ẵm con đi thật xa, để không ảnh hưởng đến tâm trí và cuộc sống của anh. Em chỉ xin anh một điều, ta tha thứ cho em, để sau này em có lìa đời thì tâm hồn em cũng được nhẹ nhàng thanh thản. Em chúc anh hạnh phúc. Đừng có nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Có chết 100 lần, 1000 lần cũng không xứng đáng để rửa cái nỗi nhục nhã này anh ơi. Là người vợ mà em không giữ được mình, em không nói gì anh ơi. Xin anh hãy hiểu cho em. Em là người phụ nữ non lòng nhẹ dạ, làm sao em tránh được mưu ma trước quỷ của hắn chứ. Cô nói vậy là sao? Đăng Khánh là một tên khốn nạn. Em đã yêu nhầm một tên lừa lọc ránh ma. Em biết mình đã sai nên tìm cách thoát khỏi tai hắn, nhưng hắn không chịu buông tha và bày cách chiếm đoạt em. Hắn lợi dụng sự việc đó để khống chế em anh ơi.
Khi biết em cự tuyệt hắn đi lấy anh, hắn còn tìm cách phá hoại. Em rất lo sợ nếu anh biết được chuyện này thì sẽ như thế nào đây anh à. Em không muốn mất anh, em không muốn mất đi hạnh phúc mình đang có. Em sợ lắm anh ơi. Vậy là cô đã chiều theo điều kiện của hắn. Hắn là một tên đầy dạ tâm và xảo quyệt. Hắn biết em yêu anh và sợ mất anh nên hắn không buông tha cho em. Em phải giả cười, giả nói để cho hắn vui, để cho em yên. Em biết mình trượt dài trong tội lỗi nhưng em không làm sao thoát được. Hắn lại tạo được niềm tin dở sát bên anh cho nên em không biết làm sao hết anh ơi. Em sợ lắm, em sợ lắm anh ơi, em sợ lắm anh ơi. Sự thật như thế nào chỉ có cô và hắn biết. Em nói ra không phải ăn bài lòng thương hại của anh để được quay về hay níu kéo hạnh phúc đã rạn nứt, nhưng em nói ra để anh hiểu và thông cảm những sai lầm của em. Em không ngu ngốc đánh mất đi hạnh phúc mình đang có. Em chỉ tiếc là tại sao mình không đủ can đảm nói ra điều này sớm để chấm dứt sự tủi nhục này. Thôi, anh đã biết như vậy thì em cũng thấy nhẹ lòng rồi. Em đi đi. Vậy cô định đi đâu? Em cũng không biết nữa, vậy anh cứ để cho em đi. Nhưng em sẽ càng đau đớn hơn nếu anh mở lòng tha thứ và níu kéo em trong sự thương hại. Đời em kể như chấm dứt rồi. Em chỉ hận kẻ đã gây ra cho em đến nông nỗi này. Em sẽ cho hắn lãnh hậu quả đã gây ra cho em. Em muốn làm gì Đăng Khánh? Em chấm dứt tất cả thì hắn cũng vậy. Đó là kết quả của kẻ lưu manh xảo trá.
Dạ chào chị. Dạ bây giờ đã tới giờ tắm bé rồi, em bảo bé đi tắm nha chị. Dạ dạ chị giúp chứ. Dạ. Ôi bây giờ tới giờ tắm rồi, cứ ẵm chị đi tắm trước nha. Ừ đi chị. Mày làm ơn mày nín giùm tao coi, mày khóc hoài. Nín đi con, nín đi. Năm Liêu, ủa mày bế con ai vậy? Mà sao nó đỏ hỏn vậy? Bộ mới đẻ hả? Mày để cho nó khóc như vậy á, nó lòi rúng luôn á. Mẹ khổ quá, con của người ta. Công nhận cái phi vụ này nuốt khó trôi thiệt. Tôi cứ nghĩ là bắt cóc để lãnh tiền, đâu có ngờ mọi chuyện xảy ra gì đâu. Trời ơi. Thôi thôi, mày đưa tao ẩm nó cho. Ờ, bà giúp giùm tôi coi. Chắc nó khát sữa. Thôi để tao cho nó bú. Trời. Thì có gì đâu, mày quay qua bên kia đi. Miễn sao nó nín thôi. Nè con, bú đi con. Nó nín đó kìa. Công nhận bà này bà lợi hại ghê ta. Về biết vậy, tôi khóc sớm hơn lúc trước. Thằng tào lao không à. Làm ơn, ra làm sao? Chắc nước cơm giùm tôi đi. Tự nhiên cái bà sai tôi. Không có thôi, bây giờ mày bế nó đi. Để tao chắc nước cơm để nguội chút á, cho nó uống thay sữa. À vậy tôi hiểu, thôi để tôi đi. Vậy thôi mày xuống làm đi nha ông. Xe trắng hả? Xe trắng. Xe trắng có ăn không kìa? Có ăn không? À, không. Không ăn thì lật đi. Xe xanh ăn đi bà. Đánh đi. Kìa, sĩ đỏ kìa, ăn không? Không. Khui. Trời ơi. Rảnh không muốn. Muốn cực thân. Cái thằng Năm Liều đó, nó kiếm người cho để lấy tiền mà kiếm không có ra. Nó nói nó bán được, nó chia cho tôi. Nên thôi kệ nó, tôi giữ nó vài ngày rồi đánh tiếp đi. Bà ráng bà đợi đi ha. Không chừng nó thằng Năm Liều nó trốn rồi. Bà ở đó bà ôm cục nợ. Thôi tào lao quá à. Nè, ngựa trắng nó ăn đi. Dương ơi. Cái gì vậy? Công an hả?
Ông phải công an mà làm cha Năm Liều chứ không bị sốc. Nên chết lại nhỏ kìa. Công an phải lấy dâu của em vậy đó. Trời ơi, gì hả? Ghê quá cả coi. Đi xem, đi xem. Đi. Năm Liều. Trời ơi. Không còn đang còn đây đâu. Em chẳng hỏi được. Em sợ như con rác của mẹ. Đến đây con. Tại sao cô ấy lại ra nông nổi này? Theo tôi dò la những người ở xóm á, thì họ nói sau khi kinh xong á thì tự dưng á cậu dở điên dở tỉnh như vậy á, giống như là người bị mất trí nhớ vậy đó. Đặc biệt là khi có người lạ hoặc là có tiếng động mạnh á thì cổ ôm chặt đứa con mà nói hoài như vậy đó. Không, không, tôi xin các người, xin các người đừng bắt con tôi đi. Tôi giam các người, hãy tha cho mẹ con tôi, đừng bắt mẹ con tôi đi. Lan à, em không nhận ra anh sao? Anh là Hải Minh nè. Đừng tiến lại gần đây. Nhanh ra, nhanh ra. Đừng bắt con tôi. Đi đây, đi đây. Đừng bắt con tôi. Em đừng la như vậy. Con đã đang khóc vì hoảng sợ kìa. Em đưa con cho anh. Không. Anh là cha nó mà. Nghe lời anh đi em. Đừng xin các người. Xin các người đừng hại con tôi nữa. Nhanh ra. Các người đi đi. Đi đi. Các người sẽ không bao giờ bắt được con tôi đâu. Đừng hòng. Các người là đồ xấu xa. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Con ơi, con đừng sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con. Sẽ không ai bắt con đi đâu. Đừng sợ. Đừng khóc con ơi. Mẹ yêu con. Mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ sẽ không để con rời khỏi mẹ đâu. Mẹ yêu con. Cậu tìm giúp chúng tôi một căn hộ khang trang và yên tĩnh. Điều cần nhất là tránh sự dòm ngó để không bị phiền phức. Dạ, được mà. Lan à, anh sẽ không để cho hai mẹ con em chịu cảnh khốn khó đâu. Anh sẽ chữa cho em lành bệnh. Anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con em được đấy mà. Sau khi sinh em bé, ông đã đưa cô ấy đến kịp lúc. Nếu để quá lâu sẽ khó. Có điều tôi cần nhắc ông, nên tách đứa con ra khỏi mẹ nó. Vì mỗi khi tinh thần hoảng loạn, cô ấy sẽ không kiểm soát nó hành động của mình. Điều này rất nguy hiểm cho sự an toàn của đứa bé.
Bà Kim, đưa đứa bé lên phòng đi. Chuyện này là sao hả anh? Đứa bé này... Cô ngồi xuống đó đi. Tôi có chuyện cần nói với cô. Rất hệ trọng. Đứa bé đó là con ruột của tôi. Kể từ nay, nó sẽ được ở đây để nuôi nấng và chăm sóc. Đứa bé là con của anh với... Cô không cần biết điều đó. Chỉ cần biết là từ nay, căn nhà này sẽ hiện hữu thêm một đứa bé. Anh định thử thêm sức chịu đựng của em nữa hay sao? Tình thế bắt buộc, tôi không thể làm khác đi được. Ngoài tôi ra, không ai có thể lo cho nó đàng hoàng. Có thể sự việc này hơi khó chịu với cô, nhưng tôi không ép. Nếu không thích thì cô có thể đi. Em biết, em đang bị anh đối xử như vậy. Em chẳng còn tư cách nào để trách móc hay giận hờn anh nữa. Giờ phút này em còn được sống trong căn nhà này bên cạnh anh và con là diễm phúc cho em lắm rồi. Em đâu có còn mong mỏi gì hơn nữa chứ. Em biết anh độ lượng với em nhiều rồi, nhưng anh có thể cho em biết đứa con này có phải là con của anh với Lan không anh? Số phận đã định, em sẵn sàng chấp nhận tất cả, thậm chí sống chung chạ. Cô nói thật lòng chứ? Em biết trong mắt anh em là người đàn bà thất hứa và phản bội, nhưng em đã ăn năn và hối hận lắm rồi. Tin em một lần này đi anh. Chuyện như anh và Lan có một đứa con, âu cũng là tạo hóa do ông trời sắp đặt. Anh có trách nhiệm với mẹ con họ, làm em thêm kính nể anh. Chỉ tại em tự tay đánh mất hạnh phúc của mình thôi. Lúc này không nên nói chuyện cũ nữa. Mà tôi cũng không chấp nhất gì cô đâu. Tôi đưa đứa bé này về không phải là để trả thù hay dằn vặt gì cô, mà vì hoàn cảnh của Lan bây giờ không thể chăm sóc cho con được. Tôi phải lo cho nó, và mong cô đừng gây ra chuyện gì nữa. Dạ. Em đi đâu vậy đây? Tôi đi tìm người quen. Người quen em là ai? Nói đi anh chỉ dùm cho. Không cần đâu, cảm ơn anh. Đừng có sợ, nhìn thấy anh về chứ hiền khô à. Ở đây là khó kiếm nhà lắm đấy nha. Anh không có tính công cán gì đâu, chỉ cần em cho vài ngàn mua sữa uống nhậu là được rồi. Anh có biết một người phụ nữ tên Lan sống một mình không? Lan sống một mình? Ừ. Có hả? Hình như không. Nè anh biết không? Tôi nhớ rồi, có một cô sống một mình mà không biết có phải tên Lan hay không. Được, để tôi dẫn em đi. Nè,
bé ngoan nha, mẹ đừng có khóc nữa nha bé. Nè, mẹ thương bé nè, mà bà cũng thương bé nữa nè. À, con đi chơi với bà một chút xíu nha con. Trời, không có sao đâu. Nè, bé nó đau cho nên nó khóc hoài à. Bây giờ cho nó đi khám bác sĩ, đi một chút xíu về trả cho cô liền à. Rồi bé nó hết đau, nó hết khóc nữa nha. Để nó chữa bệnh, nó không khóc nữa. Bé nó bệnh mà nó khóc mà. Con gái ngoan, con đi bác sĩ rồi con về liền với mẹ nha. Đi rồi, về liền nha con. Trả liền cho cô. Ồ, cô giỏi quá, ngoan quá. Được, cô đi nghe chút xíu nữa là về trả liền nha. Anh muốn có số tiền này không? Hả? Nếu muốn có, anh phải làm cho tôi một việc. Chuyện gì anh làm cũng được. Tốt. Tôi nghĩ chuyện này nằm trong khả năng của anh. Ông anh phải làm thật xuất sắc, xong rồi mới có tiền thưởng chứ. Vậy thì anh làm. Thank you.
ơi, ngoan đừng có khóc nha con, cưng quá à. Ngoan ngoan nha, dễ thương không? Ngủ nha con. Ta báo cho con biết nha, mẹ của con á đang nhục nhã ê chề lắm. Thiệt là tội nghiệp. Ba của con dù có thương hại cỡ nào cũng không bao giờ chấp nhận người đàn bà đã từng bị làm nhục. Cái này đau lắm. Con còn nhỏ, con không hiểu hết chuyện người lớn đâu. Rắc rối và phức tạp lắm á. Ta nói cho con biết nha, mẹ của con rất là hiền hậu, dễ thương. Nhưng chỉ mỗi một cái tội á, là giật chồng của ta thôi, nên bị trời trả báo. Còn con á, lại là con của con đàn bà đã chết đó, nên ta lo cho con lắm. Con nè, ba con mới hỏi thăm con đó ha. Nè con ngoan nữa nha, không ngủ cho ngon nha. Không, mẹ của con á có chuyện cho nên ba con phải ở gần mẹ con để mà lo công chuyện. Mai mốt đó cái ba con đem mẹ con về ở chung với con nè ha. Rồi lúc đó đó con có mẹ nè, có ba luôn nữa ha. Nha, ráng chịu đựng thời gian nữa nha con. Gái của bà đây nè. Vậy là ông ta có ý định đưa con khốn nó về đây ở hay sao? Chẳng lẽ ông lại rộng lượng đến như vậy, biết chuyện mà vẫn cứu vớt đời nó hay sao? Không thể, không thể để chuyện này xảy ra được. Không bao giờ, không bao giờ. Anh Lan sao rồi anh? Tại sao lại để xảy ra chuyện đó? Sao cô biết? Dạ Vũ Kim nói em biết. Bây giờ tình hình của Lan sao hả anh? Cô ấy mê man và hoảng loạn tinh thần lắm. Tội nghiệp hết sức à. Mà bây giờ bắt được tên đúng mặt đó chưa anh? Lan bây giờ đang hoảng loạn tinh thần nên đâu thể chỉ rõ cái nào đã làm chuyện đó. Bác sĩ cũng khuyên tránh hỏi han sau khi cô ấy tỉnh lại. Đúng là quả vô đơn chí mà. Tôi cũng đã quyết định đưa cô ấy về đây chăm sóc sau khi ra viện. Như vậy sẽ yên tâm và an toàn hơn. Dạ, anh quyết định đúng rồi đó anh. Đừng để Lan ở bên ngoài một mình. Anh à, mai em với Thiên Bảo đi Châu Đốc vài bữa nha anh. Tại em có khấn, khi nào Thiên Bảo khỏe mạnh á, em sẽ đi trả lễ. Sẵn em khấn cho cô ấy bình an luôn nha.
Bé, bé cưng, ba đi rước mẹ về đó. Bé sắp gặp được mẹ rồi, mừng nha. Nhắc bé cưng nha. Bé con cứ chờ đi, mẹ con sẽ về với con. Alo, tôi Hải Minh nghe đây. Cái gì? Cô ấy mất tích. Sao lại như vậy chứ? Được rồi, tôi sẽ tới liền. Cậu cho xe như chạy nhanh tới bệnh viện giùm tôi đi. Thả tôi ra. Tôi xin các anh thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Mày lại đi. Mày la tới khu cứu họng á, cũng không ai đến cứu mày đâu. Nhưng các anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi có thù oán gì với các anh đâu. Làm ơn đi. Mày không có thù oán với tao, nhưng mày đắc tội với người thấy tao. Ai đã thuê các anh về? Rồi đây, mày sẽ biết. Chào cô. Mở ra. Dạ. Chào người quen. Lâu ngày không gặp, cô khỏe không? Tôi biết là mình có lỗi, nhưng tôi chỉ muốn giữ lại con thôi. Cho nên tôi ghét nhất những kẻ lì lợm và liều mạng. Cô thiệt là ngoan cố, dám bỏ trốn và sanh cho được đứa con này. Cô muốn gì? Muốn làm bà Hải Minh hay là muốn tài sản của ông ấy? Bây giờ cô hả dạ chưa? Đứa bé thì được đưa về trong nệm ấm chăn êm. Cô cũng sắp được đưa về làm bà Hải Minh rồi đó. Tôi không bao giờ có ý nghĩ đó. Không bao giờ. Chỉ tại cô giỏi qua mặt ai đó. Chứ với như ý này, tôi đi cuốc trong bụng cô á. Nhưng cô quên một điều, đứa bé đang nằm trong tay tôi. Tôi có thể bóp chết nát nó bất cứ lúc nào. Cô ơi, tôi xin đừng làm hại con tôi. Mẹ con tôi sẽ đi thật là xa, sẽ không bao giờ bén mảng đến căn nhà đó nữa, và sẽ không bao giờ để cho ông Hải Minh nhìn thấy. Xin bà hãy tin tôi. Muốn tôi tin cô hả? Chuyện đó hơi bị khó đó. Bà ơi, chuyện ở trong bệnh viện là do tôi suy nghĩ quá nông cạn. Tôi xin hứa với bà, xin đem cả tính mạng của mình ra để hứa với bà là không bao giờ tôi để cho ai nhìn thấy tôi hết. Tôi sẽ đi xa, đi thật là xa. Cô nói thật chứ? Thật tôi bà, tôi hứa là tôi sẽ đi thật mà. Xin bà hãy tin tôi. Đứa bé đó Hải Minh sẽ không cho cô mang đi đâu. Cô muốn thì hãy đi một mình và đừng bao giờ quay trở lại đây. Nhưng trước khi đi, tôi muốn cô hãy viết một bức thư cho anh Hải Minh để anh yên tâm một chút. Bà nói viết thư chỉ vài dòng thôi. Dưới đây. Dưới đây. Gửi anh. Em thật xin lỗi nếu sự ra đi của em làm anh bất ngờ và hụt hẫng. Em tự thấy mình không còn xứng đáng với anh, vì thân này đã bị nhơ nhớp. Dù có thể anh sẽ cho qua, nhưng anh cũng giống như em sẽ không thể quên.
vì nó sẽ là khoảng cách của chúng ta. Về phần đứa con, em xin gửi lại anh nuôi nấng và chăm sóc. Bà giữ đúng lời hứa. Vậy các người làm gì vậy? Các người đừng làm bậy. Các người làm gì vậy? Tao sẽ tha cho mày, nhưng để yên tâm, tao phải làm một chút việc. Như vậy á, tao sẽ ăn ngon ngủ yên hơn sau này. Và tôi tin rằng thời gian tới, mày cũng sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Hải Minh và con của mày nữa. Nếu anh dạy dỗ con khỏe mạnh nên người, em xin ngàn lần đội ơn anh. Như Ý cũng là một người mẹ tốt, có thể thay thế em chăm sóc con. Đó là trực giác của người phụ nữ. Anh à, em biết sự ra đi của Lan làm anh đau khổ, nhưng có lẽ cô ấy mặc cảm, không dám quay về vì chuyện đáng tiếc xảy ra. Anh cũng nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Còn về đứa con, cô ấy cũng muốn gửi lại để anh chăm sóc và nuôi nấng. Em cũng sẽ thương nó như là con ruột của mình, sẽ chăm lo cho nó. Anh yên tâm đi, Thiên Bảo và Đan Như là hai đứa con ngoan của gia đình mình. Đừng ai cho nó biết những đau khổ và tủi nhục của mẹ nó đã xảy ra khi nó vừa lọt lòng. Hãy cho nó được lớn lên trong sự yêu thương và tốt đẹp. Đang Như à, chị hứa chị sẽ bù đắp cho con những tình thương và những gì con đã thiếu hụt. Chị sẽ là mẹ của con, con gái yêu của mẹ.
trốn chui trong chuỗi như con chuột. Dám đụng cái con bộ tao hả? Ra đây cho tao nè. Không được cái đó. Đi. Làm ơi đi. Công ty Hải Đăng phải không? Tôi tới tìm thằng Thiên Bảo còn không? Các anh cần gì? Tôi tìm thằng Thiên Bảo còn không? Mà có chuyện gì vậy? Tôi tìm Thiên Bảo kêu họ ra đây. Xin lỗi, tôi phải xưng hô như thế nào? Hoàng Râu. Anh Hoàng. Đúng, người anh cần tìm là con trai của ông tổng giám đốc công ty này. Nhưng hiện giờ anh ấy không có ở đây. Bây giờ chúng tôi đang làm buổi lễ kỷ niệm. Xung quanh đây đều có bảo vệ và camera thu lại. Nếu anh có hành vi gây rối hoặc làm bất cứ hành động nào ẩu đả ở đây thì mọi chứng cứ sẽ được ghi lại. Tôi khuyên anh, nếu chuyện riêng thì anh nên tìm một nơi nào đó giải quyết phải trái với nhau. Đừng hồ đồ mà làm ảnh hưởng đến anh em, không nên đâu. Mày là ai? Mày giải đời tao. Tôi là Đan Như, phó tổng giám đốc công ty này. Tôi sẽ nói lại với anh trai tôi, chiều mai sẽ gặp anh để anh có thể thương lượng và giải quyết với nhau. Còn ở đây không ai hoan nghênh anh hết. Mời. Mày nói với nó ra ba bố già gặp tao, nếu nó không ra là xử luôn mày. Nghe chưa? Đi đây. Mọi người, chúng ta nhập tiệc thôi, hả? Xin mời. Mời. Dạ, xin mời. Bác, ông bà ta thường hay nói hát hay không bằng hay hát. Hôm nay ca sĩ Tuyết Anh xin mạn phép hát phục vụ bà con ở đây để thư giãn giữa trưa hè oi bức. Nếu bà con cô bác cảm thấy vui, xin một tràng pháo tay gọi là ủng hộ và mua một cây cà kéo. Mỗi cây cà kéo là 2.000 đồng, 2.000 đồng một cây cà kéo. Hai ngàn. Hey! 2.000 cây cờ kéo anh, 2.000 cây cờ kéo chị, mua ủng hộ đi mà ca sĩ ta hát nãy giờ, có 2.000 à? Dạ 2.000 chị, mua mấy cây cờ kéo chị. Sao hát hay vậy, đi làm ca sĩ đi, mặt mày cũng đẹp và sáng sủa nữa. Trời ơi, chị cứ giỡn hoài à, Tuyết Anh mà đi làm ca sĩ thì ai hát phục vụ bà con ở đây chứ? Ca còn hay hơn mấy người hát ca sĩ hội chợ nữa. Dạ, chị cứ khen vậy hoài. Có cái giọng hát nghe quen, giống như cô ca sĩ gì đó. Ồ, cái này là đoán rồi, chúng là có thưởng luôn đó nghe. Cái gì chứ? Một cây kẹo kéo. Hát những cái bài hát của cái cô gì đó giống như con Nhật Kim gì đó.
À thì ra hát nhép lấy cái đĩa của các ca sĩ nó hát chứ nó có hát gì đâu. Ê đồ chó rồi đồ mẹ. Còn đứng dậy. Nói cho bà biết, chừng nào con mới hết gây ra chuyện đây. Dạ. Tại tụi nó chứ đâu phải tại con đâu. Nếu con không ràng đúng không trai gái, làm gì họ tới quậy phá, hỏng bét hết buổi lễ hôm nay. Thật là nhục nhã trước mặt mọi người. Con không bỏ qua chuyện này đâu. Ba cứ để cho con. Để cho con? Con muốn làm gì? Bao nhiêu đó chưa đủ xấu hổ hay sao? Nếu không có em con đứng ra giảng hòa đó thì sao đây? Anh hùng quá sao lúc đó không ra mặt lại lủi như một con chuột vậy? Con đâu có mượn nó đâu, tại nó tài lanh đó. Con dám cãi lời ba vậy đó hả? Mau xin lỗi ba lên lòng ngay. Ông à, ông đừng giận quá rồi làm mệt không nên. Chút nữa con xuống xin lỗi ông. Ông lên lầu nghỉ đi. Đặng Như, chắc con cũng mệt rồi, con cũng đi nghỉ đi. Đặng Như à. Dạ. Sau này mấy chuyện đó con không nên đối đầu. Bọn đó đâu có nể nang ai, đuổi nó làm bậy thì nguy. Ba, người hắn cần tìm á là anh Bảo, cho nên hắn cũng không có dạy gì mà dây ra với con. Với lại tình thế lúc đó cũng cấp bách quá, mà để hắn tìm ra được anh Thiên Bảo thì cũng không hay. Vì vậy cho nên là con đã tìm cách đuổi khéo hắn đi mà. Thôi ba đừng có lo nữa nha. Ba biết rồi, con gái ba cũng lanh trí lắm. Thôi ba lên nghỉ đi, con cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, thôi ba lên nghỉ đi, con còn phải đợi anh Khải tới nữa. Mua xin lỗi mà. Hết giận chưa? Hôm nay tính mua cho em mấy cái đĩa mới, ai ngờ nó lại dở chứng lẹ dữ vậy. Nhưng mà anh có mua cho em mấy cái đĩa của ca sĩ khác nè, hát bài khác đi, hát bài của ca sĩ Nhật Kim Kim gì đó, chán thấy mồ. Và đổi bài mới để phong cách mới, anh thấy là chắc là mang được hơn á. Ông đi chết đi. Ông biết là ngày hôm nay tôi mất mặt lắm không? Xém nó bị ăn đòn rồi, có biết không? Hả? Coi như lã hả? Khỏi làm ăn gì luôn. Bỏ đi bàn luôn rồi còn gì nữa. Thì bị sự cố có ai muốn đâu. Cái đĩa nó cũ quá, nó bị lấp bắp như vậy thôi. Ông ấy bây giờ để vô gắn cái đĩa mới cho em nghe thử, em tập em hát. Ông có bị điên không? Hả? Tôi hát mấy bài kia quen rồi, giờ ông gắn đĩa mới vô rồi sao tôi thuộc? Tôi không thuộc rồi hả? Tôi hát lòi ra người ta biết tôi hát lép rồi sao? Ông ngu. Ha, vậy mà không biết ta. Đồ mít rạc. Thôi. Dám đứng ra nói chuyện với bọn họ à? Có gì đâu anh, lúc đó cũng đông người mà họ không dám làm bậy đâu. Với lại em không ra mặt á thì ai ra mặt? Chứ bảo vệ đâu chị? Rủi tụi nó làm cái gì á, xem đỡ tay kịp.
Em mà có chuyện gì á là anh lo lắm á. Dạ, bây giờ em có sao đâu nè. Mệt quá. Bà, bới tôi tô cơm đi. Đánh sáng giờ má lo đánh bài má không ăn. Ừ. Ăn đi nè. Thì thôi đưa đang đánh giùm cho má đi vô má ăn đi. Xê ra mày, tao đang thua đó nha không? Thua thì đổi tay. Không có cần. Vô bới cho tôi tô cơm đi bà nội. Đi đi con. Có mua thuốc gián không? Có. Trời trời. Bà thấy không? Trời ơi, nhìn con cái tôi chán, làm ăn không lên nổi. Nghèo mặt đẹp luôn á. Con cái giờ vậy bà ơi. Ăn không có làm gì hết, đi quýnh bài, cờ bạc, đề đốm mà đòi lên. Ừ. Trời ơi, cần gì làm. Thôi đánh đại đi cho hết. Mua một tờ sổ số, đánh số đề cũng lên như thường hả? Cần gì? Nè, sĩ đỏ. Khui. Trời ơi. Nè, thấy con người ta đó bà biết sao không? Thấy ham lắm, nuôi cha mẹ phủ phê. Còn con cái nhà này á hả? Tôi nhìn nó là tôi chán rồi hả? Người ta có hứa bà ơi. Vàng. Tôi đuổi bà đó lận đi bà. Vậy chứ má muốn làm gì? Cướp chắc. Trời ơi, mày để trên đầu tao nè, con quỷ trai. Trời ơi, mấy bà thấy không? Nuôi nó tới giờ này đó, nói có một tiếng một hả? Nó dằn vô mặt tôi vậy đó. Mấy bà thấy không? Mày vừa phải thôi. Mày lên bàn thờ đi. Tao đốt nhang, tao cháy mày luôn. Đồ con quỷ cái. Đánh gì vậy? Tôi đánh con tượng vàng, tôi đuổi bà đó, bà lật đi. Lật. Ừ, chốt tới. Trời ơi. Ba. Lúc nãy mẹ đánh có đau lắm không? Nếu mẹ không làm vậy á, thì ba con sẽ giận dữ hơn nữa. Mỗi lần đụng tới nó, ba không cần biết phân biệt phải hay trái gì hết, ba đùng đùng nổi giận. Nó lúc nào cũng vậy, muốn chứng tỏ nó trên cơ con. Nó là em con, nó phải là chị hai của con. Được ba thương cái lên mặt chứ con hoài à. Nhưng thật tình con đã sai mà. Con ráng nên thân một chút đi. Chứ tối ngày con cứ trai gái đàn đúm như vậy hoài, làm sao ba con dám giao dự án cho con hả? Con không ăn chơi thì biết làm cái gì bây giờ? Ba không công bằng. Từ lúc con nhỏ đó đi vô học, rồi bất ngờ trở về căn nhà này, rồi ba dắt nó vô công ty, ba giao cho nó chức vụ nằm trong ban quản trị, rồi cái gì ba cũng giao cho nó hết. Còn con ngồi chơi sơi nước. Ông ấy đã tính toán đâu đó sẵn từ trước. Ngay từ lúc chuyển Đăng Như rời khỏi căn nhà này tới nơi khác sống, đã âm thầm cho nó đi du học để sau này trở về phụ giúp ổng. Tất cả đều nằm trong kế hoạch tương lai của ổng. Bây giờ mẹ làm gì được ngoài việc cầm mồ hòn làm ngọt? Nhưng con á, đừng có gì như vậy mà buông hết, trở thành một kẻ ăn chơi liêu lỏng. Con không ăn chơi liêu lỏng, bây giờ mày bắt không phải làm sao? Con đúng là con sẽ làm cho ba con thất vọng thêm đó. Thì ổng cũng thất vọng, còn cái gì nữa? Du Kim ơi, Du Kim, ra sắp đồ phụ tôi nè. Du ơi, cái bà Du này làm gì lâu dữ vậy kìa. Du ơi, Du. Du ơi, Du. Du ơi, sắp đồ phụ tôi nè. Bà làm gì la lối ôm sòm vậy? Bà Du đâu nãy giờ em kêu hoài không ra vậy anh? Bà ấy đi về quê không làm ở đây nữa. Ủa, tại sao vậy anh? Tôi cũng không biết, chắc là có việc riêng. Ủa, có chuyện gì vậy? À, còn Đăng Như đâu? Nãy giờ em kêu cũng không thấy nó ra vậy anh. Đăng Như kể từ nay sẽ được gửi vào trường dòng học và ở luôn trong đó. Ủa, sao tự nhiên quyết định không cho em biết vậy? Chẳng phải điều này làm bà vui lắm sao? Chẳng phải bà muốn Đăng Như đi khỏi nhà này từ lâu rồi sao? Thank you.
Thiếu Kim, ông chủ đi đâu mà gấp quá vậy? Dạ, hôm nay cô Đăng Như du học trở về, ông chủ ra sân bay đón cô về. Bây giờ em không biết dạy nó làm sao nữa. Cứ như vậy hoài, đến khi nào mới lấy được niềm tin của Hải Minh đây? Em đừng có lo quá. Có lẽ nó còn trẻ nên ham chơi, không biết suy nghĩ. Nhưng tất cả quyền hành công việc đang dần dần nằm trong tay Đăng Như. Chẳng lẽ đến lúc nào đó nó nắm hết tài sản rồi đuổi hai mẹ con em ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng? Trong mắt ông ta chỉ có Đăng Như chứ không hề có Thiên Bảo. Hải Minh là một con cáo già, ngoài mặt thì không biết chuyện gì, nhưng âm thầm sắp xếp hết tất cả mọi chuyện theo kế hoạch của hắn đã vạch sẵn. Không cần phải đoán, nhưng cũng thấy rõ những gì hiện hữu sẽ được giao hết cho Đăng Như trong tương lai. Bởi vậy Thiên Bảo mới ra rìa thành kẻ rảnh rỗi bất tài. Bởi vì ông ta có giao việc gì ra hồn cho nó đâu. Mà cái thằng này cũng thiệt tệ á, nó gây chuyện tối ngày à, càng làm cho ông ta mất niềm tin. Em lân la tìm hiểu xem thằng Bảo nó có qua lại với ai không, hoặc nó có cặp kè với con nhỏ nào không. Ý anh muốn nói là... Anh nghĩ là nó đang bị tác động bởi những mối quan hệ trai gái này, muốn kéo Thiên Bảo ra khỏi sự u mê này, nên bắt đầu từ đây. Mời vô. Con đang làm việc hả? Chị có làm phiền con không? Dạ không, mời dì ngồi. Dì tặng con nè. Dạ. Wow, con thích không? Con thích lắm. Con cảm ơn dì. Sao lại cảm ơn nè? Dì tuy không phải là mẹ ruột của con, nhưng thương con như con gái của mình vậy. Con gái à, con đừng có ham làm gì quá mà ế chồng đó nha. Nên chăm sóc bản thân mình một chút. Dì yên tâm đi, có người á đang chờ con gật đầu kia kìa. Con không có ế đâu mà dì sợ. Dì thấy Tuấn Khải rất là thương con, cậu ấy cũng được đó chứ. Nhưng con thấy chưa được lắm. Cái gì? Con nói giỡn đó hả? Đó là chàng trai bao nhiêu người phụ nữ mơ ước đó nha. Dì thấy con nên nghĩ đến hạnh phúc của mình một chút, đừng ham làm gì quá mà đánh mất cơ hội đó. Thì như dì cũng thấy đó, công việc của ba càng ngày càng khuếch trương, mà nếu con mà không phụ cho ba thì ba sẽ cực lắm. Dì biết. Chỉ tiếc là anh con á không lo làm, mà chỉ làm buồn lòng ba mẹ thôi hả. Con à, con có cách nào giúp anh con lấy lại niềm tin từ ba con không? Hay là con tìm cách nói khéo và tạo điều kiện cho anh con lập công với ba con ha? Con hiểu ý của dì. Được rồi, để con sắp xếp. À, vậy thôi, dì về phòng đi. Con nhớ nghỉ sớm, đừng có lo làm gì quá nha. Dạ. Thank you.
Thì tự nhiên nhớ rồi gọi có được không? Xin chọn cho anh với bao nồng xe nhà giấc mơ đêm qua khiến em rất buồn vì thấy anh đã nắm tay của ai thì anh say sưa đùa vui bên nó để cho người con cái kẹo con tốt dạ hai ngàn cây dạ dạ cảm ơn cô. Em ca hay quá. Anh tặng cho em nè. Lấy đi. Anh Bảy ăn kẹo. Anh Bảy làm ơn tha cho tụi em nha anh Bảy. Để cho em làm ăn ở đây đi anh Bảy. Mày tránh ra thằng khốn. Tao tặng quà cho vợ tao. Có gì sai? Có đúng không bà xã? Mày đánh đi tao. Đừng tay. Anh làm gì anh quýnh người ta dữ vậy? Anh kêu tụi nó ngừng tay đi. Dừng tay. Chị Bảy, tụi bay kêu tụi bay dừng tay rồi tụi bay nghe không? Dừng tay đi. Dừng kìa. Tiếp anh. Tại sao sung sướng em không muốn mà em cứ muốn cực khổ vậy? Nó bao nhiêu lần anh biểu em bỏ mẹ nó cái xe kẹo kéo này về làm vợ của anh, tại sao em không nghe? Làm vợ thứ mấy của ông? Thứ mấy thì không quan trọng, nhưng quan trọng là anh sẽ cưng em hơn mấy bà kia. Chứ để em tối ngày cứ ca hát cho người ta ngó lên ngó xuống vậy còn ra thể thống gì? Bảy à, em có xứng đáng với anh đâu. Anh để cho tụi em làm ăn đi, em còn kiếm cơm nuôi mẹ già nữa anh. Hả? Hay là cô chê tụi con xứng với cô phải không? Không có, em không có dám vậy đâu. Vậy chừng nào cô mới chấp nhận lời cầu hôn của tôi? Em còn nhỏ mà lấy chồng chi? Dẹp, dẹp hết. Đi hết đi. Đi anh. Hôm nay thằng Bảy này tuyên bố cho cô biết, nếu em không chấp nhận lấy anh thì em cũng đừng hòng lấy thằng nào. Anh cho em kỳ hạn tới cuối tháng này, nếu em không chấp nhận lấy anh đó hả thì em khỏi làm ăn ở đây luôn đi. Em đi công á, anh sẽ đi theo em tới đó, em hiểu không á? Đi tụi bay. Sao không đẹp? Giờ sao giờ con chó này nó quậy có tiếng đây luôn. Thôi kệ đó chứ giờ sao giờ. Được ngày nào hay ngày đó. Nó nghe nè, về đừng nói lại với ông Mạnh nha. Tính nóng nóng mất công có chuyện nữa. Đi. Nhức quá trời nhức luôn. Chỗ này nè con quỷ. Tao nhức chỗ này mày có bóp chỗ này không à? Chưa. Nhức thấu xương vậy đó. Chỗ trời sao nó nhức quá à. Rồi mấy năm nữa lớn chút nữa sao chịu nổi trời. Bớt ngồi lại chút. Biết nói gì rồi bà nội. Tao không biết nhà này ai má ai con nữa. Hở ra cái dạy đời. Bóp đi. Má thấy đau nhất thì má đừng ngồi nhiều quá. Con phải biết ngừng lại chứ. Tao đang đánh bài bốn người. Cái tao nhức quá tao kêu ba bà kia ngừng. Ta hết nhất đánh tiếp. Mình chuyện nghe mắc cười quá. Trời ơi da. Vậy má đừng than đau nhất nữa nha. Nuôi mày lớn chừng này á để mày cằn nhằn cửa nhửi tao hả? Làm ơn. Nhìn lại thiên hạ kìa. Thấy con người ta thấy ham. Còn con gái nhà này. Sao má cứ đem tôi ra so sánh với mấy nhỏ kia hoài vậy? Tôi khác. Người ta khác chứ. Cái gì khác? Mày cũng con gái. Nó cũng con gái. Mà nó biết kiếm ra tiền. Vậy má kêu tôi phải làm sao? Làm giống tụi nó hả? Đi làm bậy á hả? Làm gì làm bậy? Làm tiền nuôi cha mẹ mà có gì bậy? Má biết làm gì không? Làm gái đó. Tôi không làm được đâu. Nghèo mà bày đặt sĩ diện. Thời buổi này á hả? Thèm cái tủ lạnh, cái máy giặt mà mua không nổi nữa. Nói ra cái mày thở ngắn thở dài à. Mày làm ơn
tránh xa cái thằng Mạnh với cái bọn dở hơi đó ra. Chơi với tụi nó không có ích lợi gì hết, còn mang tiếng nữa. Mang tiếng gì chứ? Tụi tôi chơi với nhau từ nhỏ, có làm bậy bạ gì đâu. Mà tao không hiểu sao mày là con gái phơi phớ vậy đó, đi chơi với cái bọn con trai đó. Nhất là cái thằng Mạnh á, nhìn cái mặt nó cứ ưa không nổi nữa, còn cà rỡn kêu tao bằng má. Má cái đầu nữa chứ má. Thì má không ưa người ta thôi, làm gì má chửi người ta dữ vậy? Tao biết nó muốn gì. Nó muốn con gái tao hả? Đừng có ham đó. Má làm như con gái mà có giá lắm vậy? Ai thèm? Tao biết cái ý đồ của nó rồi. Nó muốn con gái tao mà nó kêu tao bằng má xuông á hả? Đừng có mơ. Xin lỗi, cạn của cô đã hết hạn, cô còn cạn nào khác không? Alo, anh đang ở đâu vậy? Tới đây liền đi. Xin lỗi em, anh gửi hàng lại. Dạ. Tôi ra không, tôi la lên sầm sỡ bây giờ đó. Thôi mà em, đừng có nóng giận vậy mà. Anh có biết là tôi xấu hổ với cái đám nhân viên ở cửa hàng đó lắm không? Thì lâu lâu bị trục trặc một lần thôi, có gì đâu. Nhưng mà tại sao? Thì tại vì anh chọc giận ông già, nên làm nư cũng cắt thẻ vậy thôi, đừng có giận nữa nha. Mang tiếng là con trai cả của một công ty lớn, mà y như là đứa con nít chề tay ra xin tiền muốn mẹ ánh sáng. Quá đi. Tôi nói không đúng sao? Cả em cũng khinh thường anh vậy đó hả? Chán chết. Thì anh phải làm sao cho em thấy chứ. Mang tiếng là bồ của thiếu gia, vậy mà còn thua những đứa thường dân nữa. Lúc trước anh nói với em sao? Nào là mua nhà, rồi kêu em đi học lái xe, mua xe cho em, giờ ở đâu? Thì anh hứa là sẽ có mà, từ từ đi nha.
Anh là đồ vô dụng bất tài, có công ty để cho em gái mình nắm hết, chỉ có tài hứa thôi, thực chất là rỗng tết. Người gì đâu chỉ có được bù nhìn. Đủ rồi, im đi. Ông là ai vậy? Ngồi lộn chỗ rồi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Hồng Hoa. Ông à, ông nghỉ ngơi chút đi. Ông đã coi suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Làm ở công ty chưa đủ sao, còn đem về nhà nữa. Đúng là cha nào con nấy mà. Ông thấy Tuấn Khải sao? Bà muốn nói gì? Ông á, đúng là chỉ biết công việc thôi à. Ông quên con Đăng Như đã đến tuổi lập gia đình rồi sao? Hay là ông muốn huấn luyện con gái mình trở thành một doanh nhân thành đạt, sống một mình tới già? Ông chỉ biết mãi mê chinh phục hết dự án này tới dự án khác mà bỏ quên con Đăng Như. Trong khi đó, nó vẫn là một thiếu nữ, cần một bờ vai để nũng nịu yêu thương. Thấy nó càng ngày càng sa đà vào công việc mà quên đi hạnh phúc cá nhân của mình. Tôi không phải là mẹ ruột mà còn xót xa đây nè. Ông hiểu tôi nói gì chứ? Chuyện đó... Tuấn Khải là một thanh niên tốt, gia đình muôn đăng hộ đối nữa, mà nó hết lòng yêu thương Đăng Như, muốn cưới Đăng Như làm vợ. Còn Đăng Như nó cứ lần lựa hoài vì thương ông. Nó thấy ông cực khổ muốn gánh vác công việc thay ông. Ông á, cũng nên nghĩ đến con mình một chút, để sau này không phải ân hận. Tượng vàng rồi. Rồi, bài rồi, đánh ra đi, lẹ lên. Chết này gì đâu mà lâu chết. Tượng trắng, đuổi ha. Tướng nè. Hay quá. Sĩ vàng. Trời ơi, thừa. Trời, không có mà ăn nữa. Xe, đôi, sĩ vàng nè. Có đâu. Rồi, tới nè. Trời ơi, tới nữa hả? Ừ. Bà mẹ nó đứt chến nữa rồi. Ngày hôm nay ngày gì mà xui xẻo ghê vậy đó. Đứt hoài à. Rồi, mày đặt chén mới đi chứ. Thì mấy bà hốt bài đi. Mấy bà không thấy hả? Tiền sâu nè. Trời ơi, tiền sâu hả? Sâu cái gì mà sâu? Bà đấy tiền sâu bà đánh bà còn thua hơn gì nữa. Bà nói chứ gỡ. Bà này buồn cười ghê vậy đó. Tiền tôi muốn làm gì tôi làm, thua kệ tôi. Hồi sáng này á, tôi thấy thằng rể của bà dạo này á, nó càng dữ ghê vậy á. Chắc đang để dành tiền cưới vợ hàng sao á. Thằng nào rể tôi? Thì thằng Mạnh đó chứ ai. Bà nói gì kỳ vậy? Nói mà là rể tôi. Cái thằng đó đó, tướng tá mặt mày á, coi thấy cũng được. Thì bà gả con gái bà cho nó đi. Gả cho thằng đó có nước chết đói á, nó chạy xe đơm cả ngày hả, không đủ tiền cho tôi đậu chén nữa. Vậy sao bà xúi tôi? Thì tại tôi thấy con Tiết Anh quấn quýt với nó từ nhỏ, bây giờ lớn rồi, trai với gái gần nhau như lửa gần rơm vậy. Bà mà không ưng hả, nó dắt theo không cũng vậy hả. Bà có chuyện tào lao, không quánh cho bà, nhiều chuyện quá à.